vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 19 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen một lần nữa đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mới đây Nga tuyên bố không có cơ hội cho việc gia hạn thỏa thuận này. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17 tháng 6 cho biết, Nga đã nhiều lần nhượng bộ gia hạn thỏa thuận, tuy nhiên, thiện chí của Nga không thể kéo dài vô thời hạn khi thỏa thuận này chỉ đem lại lợi ích cho một bên. Ông Peskov cho biết, Nga đang xem xét để chấm dứt thỏa thuận này. Trước đó, hôm 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, ông đang cân nhắc khả năng Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen khi cho rằng hầu hết số ngũ cốc của Ukraine được chuyển đến các quốc gia thịnh vượng tại Liên minh châu Âu EU, chứ không đến các nước châu Phi như nội dung quy định trong thỏa thuận. Ngoài ra, theo Tổng thống Nga, các hành lang biển được thiết lập để các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu qua Biển Đen an toàn, nhưng phía Ukraine lại sử dụng các hành lang này để triển khai máy bay không người lái của Hải quân. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi hôm 17 tháng 6, ông Putin cũng nhấn mạnh việc cung cấp ngũ cốc của Ukraine cho thị trường thế giới không giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực của các nước châu Phi khi chỉ có 3,1% lô hàng ngũ cốc của Ukraine thông qua thỏa thuận là đến nước châu Phi. Đối mặt với lập trường cứng rắn của Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres mới đây đã bày tỏ quan ngại về khả năng Nga rút khỏi sáng kiến trên, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc đang nỗ lực để có thể duy trì thỏa thuận, cũng như đảm bảo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của Nga. Ngày 19 tháng 6, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Alexei Bolitschak cho biết quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể dọc theo biên giới với Belarus nhằm thăm dò khả năng phòng thủ của nhà nước Liên minh Nga-Belarus. Theo ông Bolitschak, các phương tiện hiện có của Nga và Belarus trong khu vực đủ để đẩy lùi cuộc tấn công từ lãnh thổ Ukraine hoặc các nước láng giềng NATO. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Nhà nước liên minh được Nga và Belarus thiết lập năm 1999 với kế hoạch thành lập nội các, quốc hội và tòa án chung cũng như các thể chế khác. Dù chưa có kế hoạch nào trong số này được hiện thực hóa, Nga và Belarus vẫn có quan hệ đối tác kinh tế và chính trị chặt chẽ. Belarus tuyên bố không tham chiến ở Ukraine, nhưng Nga và Belarus đã thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng tháng 10 năm ngoái để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga tham gia lực lượng hiệp đồng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine. Hôm 16 tháng 6, đề cập đến việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quá trình này đã bắt đầu và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích Tổng thống Lukashenko vì đã tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Nga. Ông cũng cho rằng thật mỉa mai khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ quốc gia láng giềng vốn từ bỏ loại vũ khí này sau khi Liên Xô tan rã. Liên quan đến vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine Denis Brown cho biết, ngày 18 tháng 6, chính phủ Liên bang Nga đến nay vẫn từ chối yêu cầu do Liên Hợp Quốc đưa ra về việc tiếp cận các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát quân sự tạm thời của họ, cản trở nỗ lực vận chuyển hàng hóa đến các khu dân cư. Sau vụ vỡ đập ở Kakhovka, theo bà Brown, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để tiếp cận mọi người, trong đó có cả những người đang chịu hậu quả của vụ vỡ đập gần đây, những người cần hỗ trợ cứu sống khẩn cấp, bất kể họ ở đâu. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson bị vỡ vào ngày 6 tháng 6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu vực dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông. Vào ngày 17 tháng 6, các quan chức tại những khu vực do Nga kiểm soát thông báo số người chết vì vỡ đập đã tăng lên 29 người, trong khi Ukraine cho hay số người thiệt mạng ở lãnh thổ do Kiev kiểm soát đã tăng lên 16, với 31 người vẫn mất tích. Kiev và Moscow cáo buộc nhau phá hủy con đập nhưng không đưa ra bằng chứng xác thực. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Rostislav Zuma cho biết, nước này đang huy động khoản tài chính lên tới 40 tỷ đô la Mỹ để triển khai giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tái thiết nền kinh tế. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm hội nghị của các chính trị gia và chuyên gia tài chính, thảo luận các vấn đề tài trợ ngắn, cũng như xem xét các nỗ lực tái thiết dài hạn cho Ukraine diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 tại London, do Anh và Ukraine đồng chủ trì. Ông Suman cho hay, trọng tâm của giai đoạn tái thiết đầu tiên sẽ là ngành sắt và thép, vốn đóng góp khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine vào năm 2021, khoảng 30% doanh thu xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 600.000 người. Tuy nhiên, ngành này cũng góp phần tạo ra 15% lượng khí thải carbon của Ukraine và theo ông Suman, hiện có cơ hội để chuyển đổi sản xuất sắt thép bằng năng lượng tái tạo. Ông nhấn mạnh rằng tầm nhìn của nước này là xây dựng ngành sắt thép xanh 50 triệu tấn tại Ukraine. Ngân hàng Thế giới ước tính công cuộc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 411 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần GDP nước này. Kể từ khi xảy ra xung đột với Nga vào hồi tháng 2 năm ngoái, các nhà tài trợ bên ngoài cũng đã cung cấp 59 tỷ đô la Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine. Ngày 18 tháng 6, hãng tin Sputnik đưa tin tỷ phú Nga Roman Abramovich,
người hiện đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây, đang từ chối ký thỏa thuận chuyển 2,3 tỷ bảng Anh, tương đương với 2,9 tỷ đô la Mỹ cho quỹ từ thiện hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh ở Ukraine. Nguyên nhân là do ông Abramovich muốn một phần số tiền này được chuyển đến những người Nga bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Đây là số tiền thu được từ thương vụ bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Tuy nhiên, báo Daily Mail cho rằng cả chính phủ Anh và Ủy ban châu Âu EC sẽ không đồng ý với yêu cầu đó trong lúc các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vẫn còn hiệu lực. Ông Roman Abramovich là tỷ phú dầu mỏ người Nga gốc Do Thái, từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Vào đầu tháng 3 năm 2022, tỷ phú Abramovich cho biết ông đã giao bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea khi biết rằng Vương quốc Anh sẽ trừng phạt ông vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Dự thảo thỏa thuận hòa bình mang tên Hiệp ước về quy chế trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Phi tại thành phố Saint Petersburg hôm 17 tháng 6. Mọi thứ đều được đề cập. Trưởng đoàn Ukraine còn ký nháy vào dự thảo, chữ ký của ông ấy ở đây. Sau khi chúng tôi rút quân khỏi khu vực Kiev như cam kết, chính quyền Ukraine đã ném dự thảo vào sọt rác. Tôi đang cố gắng nói một cách hết sức nhẹ nhàng và lịch sự. Sao có thể đảm bảo rằng họ sẽ không từ bỏ bất kỳ thỏa thuận nào khác? Tổng thống Putin cho biết, từ tháng 3 năm 2022, trưởng phái đoàn Ukraine đề xuất xây dựng dự thảo trong cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần nội dung được soạn và bổ sung trong những cuộc họp của quan chức hai nước sau đó. Đây là lần đầu tiên nội dung dự thảo được tiết lộ kể từ khi đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Dự thảo có 18 điều khoản. Theo đó, Ukraine cam kết đưa trạng thái trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp, trong khi Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus sẽ là những quốc gia bảo đảm an ninh cho nước này. Nga đề xuất Ukraine duy trì lực lượng vũ trang thường trực gồm 100.000 binh sĩ và lính vệ binh cùng 324 xe tăng, 1.029 xe thiết giáp, 96 hệ thống pháo phản lực. Trong khi đó, Kiev muốn sở hữu quân đội gồm 250.000 người, 800 xe tăng, 2.400 xe thiết giáp, 600 pháo phản lực. Giới hạn các hệ thống tên lửa phòng không, pháo cối và vũ khí chống tăng cũng đã được đề cập trong thỏa thuận này. Phát biểu với báo giới tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Washington, Tổng thống Biden khẳng định các nước đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau, vì vậy Mỹ sẽ không đơn giản hóa tiến trình gia nhập NATO của Ukraine. Bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva trong tháng tới. Trước đó, hôm 16 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ các nhà lãnh đạo của Liên minh quân sự này đang nhắm mục tiêu tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Vilnius. Cuộc gặp sẽ mang lại cho Ukraine vị thế bình đẳng hơn trong tiến trình tham vấn và quyết định các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh, mặc dù NATO sẽ siết chặt quan hệ chính trị với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, song sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận nào về chủ đề trao tư cách thành viên cho Kiev. Các quốc gia thành viên NATO đã viện trợ số lượng vũ khí có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ cuối tháng 2 năm 2022, song một số nhà lãnh đạo trong khối đang lo ngại rằng quyết định trao tư cách thành viên cho Kiev sẽ làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 19 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.